Vâng, mến chào tất cả các bác mọi miền Tổ quốc nha. Nay em đã có được một cặp Spioner CS-77A tuyệt đẹp cặp bến rồi nha. 77A thì em cũng đã đứt hàng khoảng 2 tháng, 3 tháng rồi các bác. Bởi vì để tìm những cặp đẹp thì nó không có nhiều các bác. Đây, đẹp nhưng mà đúng chất nước ngoài về các bác. Các bác thấy độ nét, độ sắc sảo, sạch sẽ của vân gỗ này. Đấy. 77A FB em đang giao là giá bao gồm phí ship là 19 triệu 500 nha. 19 triệu 500 bao gồm phí ship. Chuyển khoản đủ thì em tính 19 triệu 300. Đối với hàng nó đẹp cứng như thế này. Một cặp 77A cặp bến rồi nha các bác. Đối tác của nó là những dòng loa cổ hoặc là những dòng âm ly cổ, đặc biệt là 5000A, 2000X, 1000X và kể cả những dòng âm ly receiver cổ của Mỹ, Nhật đều đánh rất là tốt. Và các bác nào thích chơi đèn thì mình chơi những con đèn cổ, vân vân. Ekan xanh đẹp, nguyên mộc mạc. Đây các bác. Lưới Ekan. Gông gỗ rất là đẹp, nguyên mộc, chắc nước ngoài về, đất các tất cả đinh tán là trắng tinh. Đây, cặp này giao là 19 năm nha, chuyển khoản đủ bớt 200 còn 19.3 bao gồm phí ship, đồ đẹp, đồ nét, hàng chắc nước ngoài về. Đây, từ những cái khoe này, cái khoe trắng tinh này các bác, hai các bác thấy chưa? Em hướng dẫn đi các bác mình có thể thấy được. Còn lo là đẹp cấu cạnh nha. Lo đẹp cấu cạnh không điểm trừ nha các bác, không điểm trừ về ngoại thất. Còn này đế rất đẹp luôn. Bác nào chốt cặp này thì lấy nha, nhanh tay lấy nha. Quá đẹp từ tiếng lo. Màng FB nha các bác. Rồi các bác thấy lo chép này. Mức đồng luôn. Giá là 19 triệu 500. Builder CS77A FB. Đẹp cứng, vuông thành sắc cạnh. Tất cả bao zin và cơ bản là bao hành cho các bác là zin dead. Là chất nước ngoài nước Mỹ về, chưa qua tay người sử dụng Việt Nam. Tại vì những dòng lo 77A này thì nó ở tại thị trường Mỹ nha các bác. Thị trường Mỹ thâm phức. Rồi em mới về thêm vài con một số đồng hồ Thụy Nhật nữ. Sáng cặp đến sáng hôm nay có vài con nam thôi, đa số là nữ các bác. Còn nữ cao cấp không nha. Trước tiên em có được hai con quýt về này. Một con quýt Gubulet. Hình một con cái con này coi, con bọ rồi các bác, hình con bọ này, rất là độc luôn. Bác là thích bọc vàng nguyên con này giá 900. Dây có khóa đầy đủ. Dây móc đầy đủ nha. Con này giá 900 nha bác. Nền chật rồi. Đấy. Rất là đẹp. 900 nha các bác. Một con Gubulet đính phun đá các bác. Đang chạy chuẩn giờ hết các bác. Con này là con Fortuner Gubulet. Con này 900 nha. Chuyển khoản là chuyển khoản cho em 850. Rồi một con Louis Dior các bác. Thương hiệu rất nổi tiếng rồi. Con này em đang giao 1 triệu nha. Cọc số La Mã. Quả quýt này các bác. Đấy. Louis Dior. Dior thì một thương hiệu quá tuyệt vời rồi. Con này giá 1 triệu nha. Đấy. Hai con quả quýt về, một con hình con bọ, một con là Dior. Rồi tiếp tục em lên một set combo này để các bác mình chơi. Bác nào mình mua tặng cho bà xã hay tặng cho người yêu là hết bài luôn. Con này nguyên hộp nha. Gồm 2, 4, 6, 8, 12 cái niềng các bác, 12 cái niềng ring kìm theo. Niềng nót, niềng bọc vàng, niềng đá đầy đủ hết các bác. Để các bác thay đổi, chị em phụ nữ thay đổi. Và có một bộ dây thép kìm theo nữa nha. Có bộ dây thép kìm theo nữa. Nguyên hộp nha. Mua tặng là hết bài luôn. Đẹp cứng cửa bọc vàng 18. Có một bộ dây thép cực kỳ giá trị. Riêng bộ dây này các bác có phải mua 700 nghìn rồi này. Một bộ set up con lau mớt này của Nhật giá là 3 triệu 500. Con này size 27 nha.
gồm 12 cái niềng để chị em phụ nữ có thể thay đổi ân thì mình xài niềng vàng. Con này mà lên cái niềng vàng là full vàng luôn, đẹp cứng luôn các bác. Mới lắm nha, mới cứng nha. Nói chung hàng hộp quá. Hàng sưu tầm. Bộ dây kia rất giá trị rồi. Đây là bộ dây da này. Đấy. Hiện tại bọc vàng 18. Sẽ đang sử dụng niềng xanh. Chị em nếu mà thấy cái niềng này nè, là lên nó full vàng luôn. Đấy, chù, các bạn thấy nó sang chưa? Thấy nó sang chưa? Còn nếu thích chơi niềng đá xanh đây có luôn. Niềng đá xanh. Nói chung 12 cái niềng zinc của nó các bạn. 3.500.000. Và em mới về một con Fendi cũng còn cả hộp luôn nha, hàng sưu tầm Fendi, con này size 30. Zinc từ A tới Z luôn nha. Con Fendi Thụy Sĩ. Bọc vàng nguyên con. Khóa zinc. Fendi. Độ mới cứng, dây da xịn của hãng kìm theo. Dây da theo máy, con này giá 5.700.000 nha. Chù. Cực kỳ sang luôn. Nhắc tới Fendi, Fendi, Gucci, Jackson Dior, vân vân. Versace, một trong những thương hiệu đình đám rồi. Con này mới lắm nha các bác, mới cứng ạ. Fendi series 004063 320G. Switch Mark thì sĩ size 30. Độ mới trên 95-97%, khó zin dây zin hết. Con này giá 5.700.000. Siêu sang. Dành cho chị em phụ nữ size 30 nha. Fendi nguyên hộp. Rồi em lên một con Versace huyết em mới về, Versace huyết mới về dây zin. Còn tem đáy nha các bác, còn tem đáy luôn nha. Độ mới cứng rất cao, thiếu hộp nhưng mà độ mới rất là cao. Con này em đang giao là 11. Con V sạc mạch huyết size 32, giá là 11. Con mạch huyết thì nó hiếm hơn mạch trắng quá. Mạch trắng em cũng đang đấu được một con nha. Chờ vài bữa nó về quá, khoảng một tuần, tuần rưỡi nó sẽ về nha. Vừa rồi em cũng có giao một con mạch trắng rồi các bác. Còn đây là mạch huyết nha, mạch huyết dài huyết luôn. Mạch huyết thì các bác đeo thì nó nổi bật lắm, nổi bật vừa đám đông. Còn tem dí đích luôn nha. Con này giá 11.000.000 V sạc. Rồi em lên một con Movado. Movado dành cho chị em phụ nữ thích những con hàng mà đi đâu ai cũng có thể biết. Đó là con Movado. Độc chỉ có kim và một cái núm đặc trưng nhà Movado. Thụy Sĩ size con này là size 30. Con này giá 5.000.000 nha. Movado khó zin. Đặc trưng của nó là một cái núm nhỏ nhỏ các bác. Và bên trong nó sẽ có một cái núm vàng ở hướng 12 giờ. Con này giá 5.000.000 Movado. Đi đâu ai cũng biết quá. Thiết kế đặc trưng của dòng Movado thì sĩ. Là một con Nhật cơ lộ cơ automatic, con rotary size 37 nha. Mạch điêu khắc cơ cổ. Nắm chỉnh đúng đến một viên ruby xanh, con này 7.500.000. Con rotary Nhật. Con này size 37 nha. Rotary mạch điêu khắc bọc vàng 18k nguyên con. Cơ lộ. Sử dụng bộ máy vàng Miyota. Đây là những con cơ cổ các bác. Bác là thích chơi hàng điêu khắc mà hàng nòi của Rotary thì lấy em này. Cực kỳ là cổ điển luôn. Cái nước bọc vàng của nó quá khiếp không? Giờ cộm. Con này 7.500.000 nha, Rotary size 37 nha các bác. Tiếp theo em sẽ lên cho các bác một con Valentino thì sĩ. Valentino. Con này size là size 33 của nữ. Full dây zin nha. Full dây zin. Con này giá 4.300.000. Con này phiên bản kỷ niệm 25 năm nha các bác. Phiên bản kỷ niệm Valentino. Niềng của nó là sẽ niềng đến 4 viên ruby xanh và đá pha lê. Và mạch bên trong là mạch sử dụng vàng nguyên khối gold 4.9 này các bác. Và mạch phía bên trong là bạc nguyên khối nha. Nói chung bên trong mạch của nó là sử dụng vàng và bạc, tại vì phiên bản vàng kỷ niệm 25 năm. Cái niềng của mạch gòi á, là vàng 4.9 gold này các bác. Còn bên trong là bạc, bạc đúc. Vàng đúc và bạc đúc sử dụng là cái mạch. Con này giá 4.300.000. Phiên bản kỷ niệm nên là họ chơi chút. Con này rất là tỉ mỉ. Mạch của nó là mạch đá bát kim cương nha.
mặt đá bát kim cương. Con này giá 4.300.000, cực kỳ sang nha. Là phiên bản kỷ niệm nên được trao chuốt từ mặt vàng đúc và bạc đúc Valentino size 33. Con này 4.300.000. Rồi em tiếp tục lên một con Senko dòng cao cấp quá, Senko Etherline. Con này size 25, bọc vàng 18 nguyên con. Đến 4 viên đá pha lê 4 cạnh. Mới độ mới cứng, còn tem phía dưới chưa lột. Con này giá 2.500.000. Dòng Senko cao cấp nha, cho nữ. Nhìn cái bộ dây này các bác, nó bọc vàng 18 nguyên con hết nha, 2.500.000. Còn nguyên cái tem xanh phía dưới chưa lột nha. Nói chung con này bọc vàng nguyên con, không thiếu gì đó, không trừ gì luôn. Đấy đồ bọc vàng nguyên con hết, 2.500.000 nha. Senko Etier 25 mm, bọc vàng 18 nguyên con, 2.500.000. Và tiếp theo em lên một con Gucci các bác, Gucci hai mạch này, size 28, dây zin. Con này giá 5.000.000, bọc vàng nguyên con, bọc vàng 18 nguyên con Gucci. Có một bộ dây kìm theo này các bác, tay về các bác có thể thay dây này vào. Đây là thiết kế theo cái cong các bác, cái cong này, nhưng mà nó vẫn là dây zin. Còn Gucci size 28, đây là cái dây kìm theo nha. Đây các bác có thể để vào đây này, về cho bọn đi ra thợ người ta gắn vào thôi. Con này giá 5.000.000, Gucci. Con này là hai mạch nha. Khi thích mà không thêm giờ thì chúng ta để hướng mạch này. Có thể một lần một xài một cái nhưng mà xài được kiểu hai sản phẩm. Thích xem giờ thì lật lại. Đấy. Con này giá 5.000.000, kìm theo bộ dây nha các bác. Size 28, Gucci. Và cuối cùng là một con của Đức. Một con máy binh kim rốn của Đức nha. Con Zeppelin kim rốn hướng 12 giờ, còn nguyên tem chưa sử dụng. 2.700.000, con Zeppelin Made in Germany, hàng của Đức. Bác nào thích hàng của Đức, độ chế tác cao thì lấy con này. Mạch của nó là mạch mạch trắng. Có họa tiết nha bác, có họa tiết hoa văn điêu khắc phía trên mạch. Cọc số La Mã Zeppelin Made in Germany, hàng nòi của Đức. Con này có chống nước 5 ATM, còn nguyên tem chưa lột. 2.700.000. Con này size là size 36 mm nha, size 36 mm. Bác nào thích chơi hàng Đức thì chơi con này, độc độc các bác. Đeo đeo những con này không ai có, nhưng mà đồ của Đức thì cực kỳ chất lượng từ những sản phẩm chế tác và cơ khí. Rồi bác nào có nhu cầu sản phẩm nào cứ alo cho em nha. Cặp 77A thì nó giá là 19.500.000. Còn những cái đồng hồ mới về thì em cũng đã báo rồi.